giáp bạn tao khét mày ơi. Mày nói gì vậy? Tao là đi giáp đi luôn ngày xưa. Mày nhìn kỹ lại xem coi mày giống không? Giáp bạn tao ngày xưa đi xe đẹp, đồ đẹp hàng hiệu, mày sao tay xách đi mang nó thằng ăn mày nào vậy? Kỳ vậy. Đấy thì này, mấy cái thu nhập được mày từ này đấy. Thôi đi, mày đi chỗ khác chơi đi. Bạn tao không có dạng như mày đâu. Đi đi. Lúc ngày xưa mày tao mày ăn chơi mà lêu lỏng, mà bây giờ tao thế này mà mày sao này mày bỏ tao đi làm sao? Tao đâu có như mày đâu. Chip cút được. Mày nói mày chơi mày dễ anh em mày bao nhiêu tay thì bao nhiêu không có. Mày cầm cái này mày nhà mày. Mình chạy xuống vòng vòng đi chơi vui đi. Vô khu vực sinh viên đông đông kìa. Tay gái chân đi. Vòng đi. Em làm đi à. Rồi xong rồi. Em ơi cho thùng bi. Hết đi rồi. Rồi. Nhiều ra rồi đúng. Mày bằng đi đâu? Ủa mày thằng nào á? Tao giáp đi. Mày phải giáp mày ơi. Thằng nào á? Giáp bạn tao khác à? Giáp bạn tao khác mày ơi. Mày nói gì vậy? Tao là đi giáp đi luôn ngày xưa. Mày nhìn kỹ lại xem coi mày giống không? Giáp bạn tao ngày xưa đi xe đẹp, đồ đẹp hàng hiệu, mày sao tay xách đi mang nó thằng ăn mày nào vậy? Kỳ vậy. Đấy thì này, mấy cái thu nhập được mày từ này đấy. Thôi đi, mày đi chỗ khác chơi đi. Bạn tao không có dạng như mày đâu. Đi đi. Lúc ngày xưa mày tao mày ăn chơi mà lêu lỏng, mà bây giờ tao thế này mà mày sao này mày bỏ tao đi làm sao? Tao đâu có như mày đâu. Chip cút được. Mày nói mày chơi mày dễ anh em mày bao nhiêu tay thì bao nhiêu không có. Mày cầm cái này mày nhà mày đi.